tên là Huỳnh Ngọc Bích Trâm. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyên giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, con xin tâm cảm động và chân thành một lòng một dạ đối trước Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Con xin được phát những lời nguyện như vậy. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp cho đến tận cùng vị lai nhẫn, đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp quy y đương tự nơi Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai nhẫn, đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện nhẫn nhất khuyến dụ khiến cho hãy chúng sanh đồng đến biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích hơn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng thương đại từ bi mà thương xót và chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến cho con đời đời kiếp kiếp không quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si, vô trí, nghiệp chứa sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót cho con cùng thảy tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí tuệ mở mang, tất cả nghiệp chướng đều được tiêu trừ rốt ráo, rồi đều mau chóng sẽ thoát ly sanh tử thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tham gia cộng đồng Địa Tạng, Địa Thằng Hộ Pháp, phẩm thứ 11. Lúc đó vị Kiên Lao Địa Thằng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vị Đại Bồ Tát, đều là những bậc trí huệ thần thông lớn, không thể nghĩ bàn, độ khắp mọi loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chỗ thệ nguyện rộng rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong Diêm Phù Đề, như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Di Lặc cũng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sanh trong sáu đường, nhưng chỗ phát nguyện của các Ngài còn có lúc hòa mãn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường, trải đến kiếp số như số cát trong trăm nghìn ức sông Hằng. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh ở hiện tại nay và vị lai sau, ở chỗ sạch sẽ ở phương Nam trong cuộc đất của mình ở, dùng đất đá che gỗ mà dựng các cái khám, cái thắt, trong đó có thể họa vẽ, có thể dùng vàng, bạc, đồng, sắt đúc nắng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường, chiêm lễ, ngợi khen. Thời người đó sẽ được 10 điều lợi ích. Những gì là 10 điều? Một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa an vui mãi mãi, ba là người chết đã được sanh vào cõi trời, bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi ích, năm là cầu chi cũng được tội nguyện cả, sáu là không có tai họa về nước và lửa, bảy là trừ sạch việc hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ, mười là thường gặp bậc thánh nhân. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sinh trong đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở phần đất của mình cư trú mà có thể làm ra những sự cúng dường Ngài Địa Tạng như thế, thời được sự lợi ích như vậy. Vị Kiên Lao thằng bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau như có người thị nam, kẻ thị nữ nào ở trong chỗ của mình cư trú mà có kinh điển này cùng hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, người đó có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Bồ Tát, thời con dùng thần lực của con thường theo hộ vệ người đó, cho đến tất cả sự tai họa như nước, lửa, trộm, cướp, nạn lớn, nạn nhỏ, vân vân, thảy đều tiêu sạch. Đức Phật bảo Kiên Lao Địa Thằng rằng: thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít ai bằng. Vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi Diêm Phù Đề này đều nhờ ông phù trợ cho đến cỏ cây, cát đá, lúa mè,
che lâu gạo thóc của báu, tất cả những thứ từ đất mà ra đều nhờ sức nương thần của ông cả. Nay ông lại tuyên bày những sự lợi ích về tuyên bày những sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát thời công đức, và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thường. Ngài Địa Tạng trong đời sau như có kẻ thị nam, người thị nữ nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đọc kinh điển này, chỉ có thể tu hành theo một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyên đã dạy. Thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, chớ để tất cả sự tai hại cùng không vừa ý đến nơi tai huống nữa là phải để cho chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, tất cũng phải có hàng quyến thuộc của Phạm Vương Đế Thích, quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đặng các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Đều do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, đọc tụng kinh Bổ Nguyên này, tự nhiên được rốt ráo xa lìa biển khổ, chứng đạo niết bàn an vui. Vì thế nên đặng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Ha ha ha,